Xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tết Lạng Sơn nhá. Hôm nay em vừa mới đánh về một số những cái cây đào thất thốn được ghép 3 tháng. Đấy, những cái cây đào này là em vừa mới đánh từ sáng và từ ruộng về nhá các bác. Đây này, đánh từ ruộng về là đánh những cái chừng đất như này nhá các bác. Đấy, thì đợt vừa rồi em đã giới thiệu với mọi người là em sắp sửa tới em có cái giống cây đào thất thốn ghép được 3 tháng để em xuất bán. Thì hôm nay em đánh về để chuẩn bị giao lưu với mọi người đây ạ. Đây là những cái bầu cây đào thất thốn ghép được 3 tháng đây. Đấy. Thì hôm nay em đánh về và em bắt đầu đang cho lên chậu, cho vào bầu những cái cây này nha các bác. Thì sắp tới em sẽ có những cái giống cây này để xuất bán cho mọi người. Và giá mỗi cái cây này là 150.000 một bao ship nha các bác. Bây giờ em quay toàn bộ cho các bác xem cái quá trình mà em đóng vào bầu, thì để cho các bác yên tâm khi mua cây nhá. Đấy. Còn bên này là cái đất trồng của em đây. Giới thiệu với mọi người, đây là cái loại đất trồng để ươm vào bầu của em đây. Đấy, cái đất này thì là đất sỏi cơm trộn mấy lại cho chấu nhá các bác. Đấy, hun lên và em trộn mấy lại cái nấm Chico de Ma như này. Đây là một cái loại nấm Chico de Ma để giúp cho cái đất nó tơi xốp, ở trong cái bầu đất nó tơi xốp và nó không bị thối rễ này các bác. Đấy, em trộn đều lên đây và em đóng bầu lên cho mọi người nhé. Đấy, thì đóng bầu thì đóng mỗi bầu như này này, kích thước bầu nó như này này các bác này. Đấy, em gửi đi cho mọi người thì mọi người giờ mủ tầm độ 10 đến 15 hôm thì mọi người có thể mang ra ngoài đất trồng hoặc là trồng trên chậu nha các bác. Đấy, nhưng mà em khuyên mọi người là những cái cây này thì các bác nên trồng ra đất hoặc là trồng trong chậu, uốn bonsai cũng rất là đẹp. Đấy, thì sau khi đóng bầu vào và chuyển sang đây thì em tưới nước và tưới thuốc kích rễ. Đấy, thì vừa mấy cây ở bên kia nhìn lá rất là héo, thế nhưng mà cho sang đây em tưới cái thì nó đã nhìn các cái đầu ngọn của nó đã lên rất là xanh rồi, nó đã hồi lại rồi các bác. Đấy. Nên là từ bây giờ thì em lại có những cái giống này để em xuất đi cho mọi người nhé. Những cái cây đào này thì cũng bệ rễ cũng rất là đẹp nhé các bác, không phải không thua gì đào hạt đâu các bác ạ. Các bác xem cái bệ rễ của nó đây. Đấy, nhìn rất là to nha các bác. Đây, thỉnh thoảng bên trên đây lại có vẫn còn những cái bông hoa này các bác, vẫn còn cái nụ hoa. Đấy, ví dụ như cây này thì đang còn nụ hoa rất là to luôn. Đấy, nụ hoa đỏ thắm luôn các bác ạ. Đấy, và em ghép thì em ghép sát gốc như này này các bác này. Sau này ghép sát gốc như này thì cái đoạn đầu ghép này nó sẽ phình to ra như này, thì nó không lộ cái vết ghép ra nha các bác, thì nhìn như một cây nguyên bản luôn. Chỉ khác nhau mỗi cái màu rễ là cái cây này nó màu rễ trắng nhè thôi các bác. Đấy, cây hạt, cây gieo từ hạt thì màu rễ là màu đỏ. Còn cái cây ghép thì là rễ màu trắng như này nhá các bác. Đấy. Nên là giá cả của những cái cây này nó cũng rất là hợp lý này các bác. Có 150.000 một bầu là bao ship toàn quốc luôn các bác ạ. Và em ship từ 2 bầu trở lên nha các bác. Đấy, cứ 2 bầu thì em ship. Hoa nó vẫn còn nở trên này này các bác này. Đấy, bông hoa đỏ thắm này. Thỉnh thoảng nó vẫn còn có những cái cây nó có nụ hoa thì nó lại vẫn nở thành những cái bông hoa. Đấy. Còn bên đây là em đang chuẩn bị đóng bầu để gửi đi đây các bác. Đây là những cây này là em chuẩn bị đóng bầu để gửi đi. Đấy. Quy cách đóng bầu của em thì đóng như này nha các bác. Quấn băng dính vàng xung quanh và giữ cho cái bầu đất nó thật chặt như này. Đấy, và em gửi thì mọi người về chỉ cần cắt mỗi cái này ra. Cắt mỗi cái này ra thì là mọi người trồng xuống thôi nhá. Đây các bác xem cây. Đấy, và em đóng cây vào những cái giỏ như này. Đóng cây vào những cái giỏ như này nhá các bác. Đấy, như đây là cây gieo hạt em đang chuẩn bị để gửi đi đây. Đấy. Cây gửi vào miền Nam cũng rất là an toàn. Và em gửi cho mọi người thì nếu như các bác mua cây của bên trà vườn chúng em ấy, thì em sẽ gửi cho các bác một cái lọ thuốc kích rễ này. Đấy, cái thuốc kích rễ cực mạnh nhá các bác. Trồng cây gì cũng sống, chỉ cần chấm vào đầu rễ thôi. Đấy, thế nhưng mà cái loại này thì các bác tưới vào gốc thì là đẹp rồi các bác ạ. Và xin mời các bác đi theo em sang cái vườn mà em đã dâm ủ được từ sáng, cho các bác xem cái cây ghép. Đây là những cái cây đào ghép của nhà em đây. Đó. Những cái cây đào ghép đây, hoa
Hôm nay là ngày 12 12 tháng 1 âm lịch rồi. Thế mà vẫn còn rất là nhiều hoa. Và bông hoa nó đỏ, vẫn còn đỏ thắm đây này các bác này. Đấy các bác xem. Đấy, như ví dụ như cây to bên này như thế này. Cây to bên này vẫn còn rất là nhiều hoa luôn này. Này các bác, đang nở thành từng chùm đây này các bác. Đấy, hoa nở thành từng chùm và đậu quả rất là nhiều nha các bác. Đấy, còn rất là nhiều nụ, nhiều hoa. Đấy, em quay sang cái vườn đào mà em ngâm ủ được từ sáng vào cái bầu nhé, để cho mọi người cùng xem nhé. Đây là cái loạt đào mà em đã dâm ủ được từ sáng. Thì các bác xem các cái đầu ngọn cành kia nó đã tươi tốt trở lại, xanh tươi trở lại, nhìn rất là đẹp các bác ạ. Những cái cây này làm giống là rất chuẩn rồi nhé các bác. Đấy. Đây là những, có những cái cây nó vẫn còn có bông hoa ở bên trên này các bác này. Đấy, có cây vẫn còn hoa nhé các bác. Em dâm ủ đây khoảng độ 5 hôm thì em bắt đầu sẽ xuất bán cho mọi người nhé. Những cái cây nào nó yếu thì em sẽ bỏ ra, và những cái cây nào nó khỏe thì em mới gửi đi cho mọi người thôi. Ví dụ như cái cây này các bác. Đấy, ví dụ như cái lô này em dâm ủ được vào đây từ sáng, thì có những cây này này, nó đã bị trột, nó đã héo lá này các bác. Đấy, thì em sẽ loại ra, không gửi cho mọi người nữa nhé. Như cái cây này như vậy. Đấy, còn những cái cây nó hồi lại, nó xanh tươi như này thì em sẽ gửi đi cho mọi người này. Đấy, và khi gửi ấy, thì em sẽ cắt hết cái đầu lá này như này đi, để cho nó tránh mất, bị mất nước trong cái thời gian gửi đi xa. Đấy, thì rất là an toàn cho cây. Và cái cây bầu đất này em sẽ bo băng dính xung quanh như này. Đấy, 150.000 bao ship nhé các bác, gửi đến tận nhà các bác luôn. Rồi, em làm video đến đây để giới thiệu thế này nhé. Nếu như các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0336 292 689. Em xin kết thúc video ở đây. Xin hẹn các bác ở những cái video tiếp theo ạ.